Xin chào các bác anh em. Video này thì mình tiếp tục lên và giao lưu cho các bác anh em một cặp loa đến từ thương hiệu Infinity. Dòng loa này là dòng loa Bookshelf, dễ dàng phối ghép và dễ dàng trưng bày, thuận tiện cho các bác anh em có cái không gian nghe vừa phải, giống như là phòng khách nhỏ hay là phòng làm việc cũng như là phòng ngủ. Tuy là Bookshelf nhưng mà đây là dòng Bookshelf lớn của Infinity. Cặp loa này là Infinity có mã model là RS3000. Dòng loa này là dòng loa của Mỹ sản xuất. Cấu hình của model 3000 này sử dụng cấu hình hai đường tiếng, một tắc 20 và một chép dom polycell, dòng chép độc quyền của Infinity. Trước hết thì mình sẽ đưa ra thông số kích thước của cặp loa này. Cặp loa này có chiều cao là 53 cm, chiều ngang là 31 cm và chiều sâu là 26 cm. Cặp loa có màu vân gỗ vàng các bác nhé, đặc trưng của dòng Infinity. Phía mặt trước là được bo tròn góc cạnh như thế này, tạo ra đường nét mềm mại cho cặp loa. Phần màng loa của dòng loa này được là sử dụng bằng công nghệ màng nhựa trong, cho phép chúng ta có thể nhìn được bên trong của đôi loa, có thể nhìn thấy hơi vàng vàng nhẹ loa cũng như là xương loa. Dòng này thì rất là dễ ghép âm ly, chúng ta có thể ghép với đa năng, receiver hoặc là các dòng tín nâng 1500 hay là 390, các dòng đó có thể đánh được rất là tốt cặp loa này. Đó, như là cái kích thước mà mình vừa đưa ra thì đây là dòng Bookshelf rất là lớn. Và công suất của cặp loa này lên đến 100W các bác nhá, 8 ohm 100W. Em sẽ quay phía sau để chúng ta thấy được cái phần cầu loa. Cặp loa này thì độ đẹp của nó còn rất là tuyệt vời, vuông thành sắc cạnh. Đó. Và cái số series của loa khá là liền nhau các bác nhá, Infinity RS3000 được in lên trên cái phần cầu loa ở đây, cũng như là phân tần ở phía bên trong. 8597. Và chiếc loa còn lại bên này, vuông thành sắc cạnh, 8599. Đó, cách nhau khá là gần đấy ạ. Cặp loa này thì mình sẽ giao lưu cho các bác anh em với mức giá rất là dễ chịu cho một cặp loa Bookshelf size lớn của Mỹ. Cặp loa này có mức giá là 3.800.000 đồng các bác nhé. Thì các bác anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình. Đây là chiếc e căng của cặp loa này, mình để sẵn ra. Lưới còn rất là mới, có đầy đủ logo của Infinity. Thì các bác anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp loa Bookshelf lớn này của Infinity RS3000 thì liên hệ cho em mình theo số điện thoại trên bài đăng. Em mình sẽ ship hàng, giao hàng toàn quốc cho các bác anh em. Đó, khi đặt dây căng vào thì như thế này rất là đẹp. Dây căng nó được đưa ra rất là đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ vặn volume âm ly lớn hơn một chút để chúng ta cùng lắng nghe nhé. Ngày về dần xa rồi một mình trên đường vắng, đi qua đầu xóm ngoài ô, nhìn ngọn đèn đêm lẻ mắt em.